Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với shop đồ câu Thanh Tú. Đó thì đến với shop em hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến các bạn một bộ combo chuyên về câu hồ. Dù á, đặc biệt là bộ này là anh em có thể đánh giải từ C1 đến tất cả các C còn lại, nói chung là quýnh C1 là C lớn nhất rồi. Đó thì anh em có thể vừa quýnh dịch vụ, vừa quýnh giải trí và vừa quýnh giải luôn, nói chung cần cũng khá là chất lượng, cần dựng máy ben và phụ kiện đi kèm. Ok, thì em sẽ giới thiệu các bạn trong clip sau đây. Hello cả nhà, thì hôm nay shop em nhận được một đơn của một anh khách, anh Hiệp, đến từ quê gốc Bến Tre nhưng mà đang làm việc và sinh sống tại Mỹ Tho, Tiền Giang. Thì anh Hiệp này nằm trong lạc bộ của câu cá Tiền Giang, và cái bộ cần câu này là anh Hiệp sắm về để chuẩn bị đánh giải hồ 868. Nếu anh em nào ở Tiền Giang chắc quen cái hồ 868 và những anh em lân cận luôn, tại vì hồ này nó cũng hay tổ chức đánh giải, thì như nó đánh tầm khoảng chừng 1 triệu một cây thôi. Đó thì cái cây này á, là do thằng em bán cám quỳnh tạo cả nhà giới thiệu cho ảnh. Thì lúc rồi em có làm cho Quỳnh Tạo một cây, cũng cái phôi này luôn, cũng cái màu này luôn, và gốc là gốc carbon. Còn cái anh Hiệp này thì anh chơi cái màu là màu nguyên thủy. Nó thì hiện tại như cái, thì nói chung cái đây cái giá thì em xin giấu đi chút xíu nha cả nhà, thì nói chung cái này cũng hơi tế nhị, thì chỗ shop với khách hàng người ta ok là được rồi. Còn cái phần giá này em sẽ xin giấu đi. Còn anh em nào muốn biết về giá cả hay là muốn biết combo thì cứ inbox hàng đang nhắn tin cho em, khi anh em mua hàng thì giá cả sẽ được ưu đãi rất là nhiều nha. Đối với bên em thì mua nhiều hay ít tùy theo các bạn, thì sẽ được ưu đãi rất là nhiều, tới shop mua còn được ưu đãi nhiều hơn nữa đó. Thì cần em đang làm phôi là phôi Daiwa Tournament, chiều dài của nó là chiều dài gốc là 3m3, nhưng mà khi mình làm lại cần là 3m2, ngọn 3.8 bát Fuji và fan Fuji chân bướm Aconai. Chỉ thì chỉ màu này cũng khá là đẹp ha cả nhà, màu đen chỉ vàng nhìn nó cũng rất là sang chảnh và rất là mạnh mẽ. Cần nó vẫn có thiết kế dòng chống nổ, vì một dòng lớn ở đây luôn, dòng chống nổ phôi rất là dày nha cả nhà. Cái vòng này anh em có thể tải mồi lên tới 1,5 kg, quýnh cặp nhị là bình thường nha, nhưng mà quan trọng anh em có sức để quýnh thôi, có sức để quýnh hay không đó. Phôi là phôi của Nhật, mắc rắc của nó là 40 kg. Cái dòng này có thể test, có nói chung bên hãng người ta test thử là 12 kg nha cả nhà, nhất tỉnh đó. Thì một cái cần dựng 3m2, giá thì em sẽ báo công khai cái lý do cái cần này là cần dựng là 3,2 triệu, phen Fuji Aconai. Nếu anh em làm Fuji Sit là 4,2 triệu, còn anh em nào mà lên gốc carbon là thêm phí 500 nữa nha, phí 500, in tên là phí 100 đó. Thì đi chung là con ben cũng màu vàng đen luôn, hợp với cần Beto 3, hàng ben nha cả nhà. Đây Beto 3 size 6000, quýnh giải thì anh em nên lấy những size 6000 để chi vừa khỏe, vừa vô được nhiều dây, quýnh cho nó thoải mái. 5000 thì nó hơi bé nha cả nhà. Thì dòng này nó nặng tới 589 gram đó. Cái con 6000 nhìn rất là thon gọn, bản này là bản cải tiến, bản mới nhất 2020 mà ben nó vừa trình làng nha cả nhà nha. Núm là núm tròn có chữ ben nè đó. Nó sử dụng qua hãm HT100, mắc gắt của nó là 11 kg, tức là tầm khi mình siết lại á thì tầm khoảng 11 kg thì cá mới xé mô bin ra nha cả nhà. Chân máy là bằng thép, nó chạy bằng đạn thép không rỉ, anh em chạy thoải mái. Cốt tay quay cực kỳ to. Thì cái con này đó là em chưa có review riêng về một cái clip nào hết, bữa giờ nói chung cũng hơi lu bu cả nhà. Cốt tới 6 ly mấy lần, cốt tay quay, chạy bạc đạn thép không rỉ. Thì nói chung gì ben thì anh em chỉ có hai một cái từ cho nó, em gọi nó là những con trâu á, những con trâu trong làng câu ký, trong làng câu cá, vì nó rất là khỏe nha cả nhà, nó khỏe như trâu vậy đó. Giá thì nó cũng mềm thôi đó. Con này con Beto 3, cốt là vẫn cốt trợ lực, chống nước chống thấm đầy đủ hết cả nhà. Nó sử dụng dầu chống thấm qua hãm HT100 đó. Thì nòng cốt mà khi mình đi câu thì nó chỉ cần 3 yếu tố thôi, cần máy với cước. Cốt đã không? Cốt đầy tới cần hình như là 5 ly mấy, gần 6 ly á. Cốt trợ lực, cốt trợ lực nè, cốt lớn cốt trợ lực. Ok chưa? Đó. Tiếng mô bin của đặc biệt là những dòng ben đó cả nhà, rất nghe rất là sướng tai luôn. Đã không? Quá sướng. Đó.
Thì tại vì cái bộ này anh Hiệp anh đang sử dụng dây GoBest. GoBest 66 là bao đâm mày. Thì hiện tại bên shop em vẫn có dây GoBest nha. 58 và 66. 58 và 66 màu trắng. Đó. Thì cái bộ này anh Hiệp có dây rồi nên là khi mà nói tới anh Hiệp có dây GoBest là em không cần tư vấn gì khác. Thì cái dòng nó quýnh giải rất là đã. Rất là chắc cú mà mình rất là tự tin nha. Thì đi kèm con Ben nó sẽ có một cái bao trùm của hãng và một cái đai đai qua bên shop em thường tặng cho khách khi mua máy Ben. Thì nói chung một lần em nhập về nó cũng ít thôi cả nhà, nó cỡ 200 cái đai thôi để dành tặng thôi đó. Thì trong bộ này anh Hiệp sẽ lấy thêm một cái bao bao cần Ryoshi như thế này đó. Thì có thêm một cây chống CNC, thì cái bao này nó gắn luôn cây chống ở đây này nha cả nhà. Đây nè, bao này là bao 1m75 cho cần 3m2. Đây, chống CNC, đầu titan, đầu sơn màu titan 7 màu, đầu trên dặn, đầu dưới dặn. Thì cái bao này nó để được hai chống ở đây một cái và ở đây một cái ở trong được hai cần luôn. Thì hai cần là vừa đẹp luôn đó nha, ba cây nó chật lắm. Thì cái bộ này hôm nay em sẽ xuất hàng đi, hy vọng là ngày mai nó về. Thì đã có hẹn với anh Hiệp thì bữa nào về hẹn anh Hiệp với đại tem của anh Hiệp ra chơi. Anh Hiệp nằm trong tem của câu lạc bộ câu cá Tiền Giang hay là câu lạc bộ câu cá Cái Lậy gì không biết nữa. Anh vô cũng nhiều tem lắm, nhưng mà tem riêng anh cũng được mười mấy hai chục người á, rủ được mười mấy hai chục người đi chung một lần để câu chắc vui lắm cả nhà. Nè, viên bộ combo nè. Thì lưu ý là bên em lúc nào cũng cho khách xem hàng hết trơn á, nên anh em dù hàng lớn hay hàng nhỏ, giá trị 10.000, 20.000 hay là vài triệu gì đó, thì anh em cũng nên khui hàng kiểm tra giúp em ha. Khui hàng kiểm tra giúp em. Để làm chi? Để ví dụ trường hợp hàng nó có bị lộn nè. Thì nói chung đóng hàng mà các bạn, nhiều bạn nghĩ là một hai đơn thì mình không nói, có khi là 20-30, đôi khi cả trăm, thì nó sẽ có trường hợp để nó lộn xộn với nhau. Nó thì kiểm tra hàng giúp mình phát hiện ra được hàng lộn, hàng lỗi để em giải quyết luôn, là em sẽ đổi hàng cho các bạn. Để mất công khi mà bạn nhận về ví dụ 1-2 tuần mới khui ra, thì lúc đó làm sao em xử lý được. Cũng phải hiểu cho em vấn đề đó nha. Em đã không thu tiền trước, không cần đặt cọc trước, và khi nhận hàng các bạn nên kiểm tra trước khi thanh toán tiền. Ok, thôi clip này em xin kết thúc tại đây nha. Thì bây giờ chuẩn bị nghe điện thoại để chốt những đơn khác. Ok.